Amon Kasuri đối đầu với đường số 8 tới từ Đan Mạch, đó là Thomas Lebon và Victor Jun. Tiếp theo trận đấu này trên sân chính sẽ là trận đấu đôi nam giữa Kido Saitawan của Indonesia đối đầu với đội của Trung Quốc hạt giống số 3 Kaijun và Fuai Feng. Trận đấu thứ 3 trên sân chính ngày hôm nay sẽ là trận đấu nội dung đôi nữ giữa Fuji Kagiwa đối đầu với Vita Marisa và Nadia Melati. Trận đấu thứ 4 trên sân chính sẽ là trận đấu giữa Lee Chung Wei và Che Long nội dung đơn nam bán kết. Và trận đấu cuối cùng trên sân chính ngày hôm nay sẽ là trận đấu giữa Bomat Asan Sepano của Indonesia đối đầu với Chai Biao và Wu Zhendong. Và chúng ta sẽ mở đầu ngày hôm nay với trận đấu ở nội dung đôi nam nữ, Tatoi Ahmad và Liliana Nasri của Indonesia, và đối thủ của họ cho trận đấu này là đôi nam nữ của Đan Mạch hạt giống số 8 Thomas Lebon và Victor Jun. Và Ahmad Nasri là cây vật nữ và Ahmad là cây vật nam. Họ được xếp vào xếp số 4 và cũng đang có thứ hạng rất cao trong xếp hạng thế giới hiện nay với vị trí số 2. 19 trận thắng, 4 trận thua và đến thời điểm này đã có 2 danh hiệu Super Series liên tiếp tại Ấn Độ và Singapore. Giờ họ đang hướng tới danh hiệu trên quê nhà. 3 trận đấu từ vòng 1 tới vòng đấu tứ kết đều là những trận đấu thắng bằng 2 set của Nasri và Ahmad. Có lẽ trận đấu khó khăn nhất là cuộc đối đầu với Harbin và Giang Vinh, nhưng họ cũng đã vượt qua đối thủ này với tỷ số là 21-19 và 24-22. Một trận đấu kịch tính và hấp dẫn đó là hai set. Còn đây là Rita Jun tên là vợt nữ và Thomas Lebon. Có đường lọt vào trận đấu bán kết này của Victor Jun và Lebon có ra khó khăn hơn là trận đấu ở vòng đấu tứ kết. Họ vượt qua Pokemon và Pakistan sau 3 set đầy vất vả. Trận đấu hứa hẹn sẽ nhiều kịch tính. Ladies and gentlemen, on my left, Thomas Lebon, Camilla Ritteriu, Denmark. On my right, Tatoi Ahmad, Liliana Natsir, Indonesia. Liliana Natsir to Liliana serve to Camilla Ritteriu, level play. Người cũng đã từng vươn lên bậc cao nhất ở nội dung đôi nam nữ cách đây vài năm của Liliana. Đây là điểm đầu tiên thuộc về Ritteriu và Lebon. Serve is over. 1-0. One love. Vượt lên và đập cầu rất tốt của Ahmad tấn công vào vị trí của Ritter Jun.
Sơn đã ký được cầu nhưng cả hai cùng thực hiện đưa vợt và khiến cho Nasri có phần lúng túng. Hai đều. Ba hai. Như vậy là ngay lập tức tỷ số. Diễn biến đầu tiên đang rất căng thẳng. Ba. Trận đấu Bukano ở Indonesia. Như vậy là tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-5. Không đau đúng trước đối thủ và thi đấu với sự tự tin. Victor Jun và Lê Buồn đã cân bằng tỷ số 5 đều. Không phải là người tung ra những cú đập mạnh. Lối chơi sở trường của Nasri là trên lưới, nhưng khi cần thì Ritterjun cũng khi cần thì Nasri cũng vẫn tung ra được những pha xử lý hiểm hóc. Số lúc này là 15 điểm hát của Nasri. 7-5. Tám năm rồi, khoảng cách là 3 điểm. Đây cũng là khoảng cách lớn nhất kể từ đầu trận đấu. Mười năm thẻ và đã suy phải. Phải.
với điểm số 11 trước trong set đấu thứ nhất này. Không gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Nadi cũng như là Yatulay. Cô cảm giác của Nadi trận đấu này tốt hơn. Có rằng đối thủ của họ đã thấp hơn nhiều so với Nadi và Yatulay. Sản phẩm đấu chơi của Nadi là đấu chơi đặc biệt. Tập trung chiếu vào hai tấn công. Khi tình huống cầu ngã thì họ lại không hiệu quả. Đến thời điểm này, hai bên đều đang hold 120 seconds, hold 120 seconds. Hold, thank you. Hold. Eleven five. Play. Tiếp tục. Cô tham gia vào đường cầu vừa rồi là rất đúng lúc tạo sự bất ngờ và tăng tốc độ đường cầu khiến cho cây Việt Nam lây buồn không kịp phản ứng. Tới 9 điểm. 14-5. Càng đánh càng tự tin. Lưu đánh của Ahmad Fanasri đang được phát huy tối đa. Service over. Và ngày cuối cùng 6-14. 6 điểm liên tiếp. Lưu Tử Hương và Thomas Logan đã chuẩn bị cách xung quanh 6 điểm liên. Seven, 14. 74. Hai điểm liên tiếp cho đội của Đan Mạch. Không qua lưới và sự hồi vội của Nasri. 84. Xét về thứ hạng thì Thomas Redon và Camila Victorju đứng ở vị trí không hề thấp. Họ đứng ở vị trí số 14 thế giới. Quá hay, tuyệt vời. Ahmad Rasui đang thăng hoa trong lối chơi. Ngay cả tình huống khóa tay thì Rasui cũng biết cách để xoay sở. Pha cứu cầu nghệ thuật, không những nghệ thuật mà còn tạo một pha trả cầu khó cho đối phương và xoay chuyển thế trận từ thế phòng thủ sang tấn công để rồi đối phương ức chế không tấn công được, tự đánh.